Thưa quý vị, thêm một câu chuyện cứu người đầy cảm động. Cụ thể là có hai sinh viên quê ở tỉnh Lâm Đồng đang di chuyển trên cầu Bình Lợi, thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện có một cô gái bỏ lại xe máy trên cầu và định gieo mình xuống sông tự tử. Ngay lập tức, hai người này đã nhanh trí hô hoán kêu gọi những người bên dưới ứng cứu, đưa được nạn nhân lên bờ an toàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 3 tháng 5, hai sinh viên trường Đại học Sài Gòn là Bùi Nhật Quốc Anh và Lê Anh Vũ quê Lâm Đồng đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi 2 hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận Bình Thạnh, thì phát hiện một phụ nữ gieo mình xuống cầu. Khi nhảy xuống, người này để lại một chiếc xe máy màu xanh. Ngay sau đó, hai sinh viên tức tốc chạy xuống chân cầu hô hoán người dân ứng cứu. Thời điểm hai người hô hoán, có một người lái đò gần đó phát hiện nên nhảy xuống ứng cứu. Người phụ nữ được cứu kịp thời. Lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc.